Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần hôm nay kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Lữ Phương, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Công Khế và Nguyễn Thị Bình. Tác giả Tưởng Năng Tiến. Bút ký những chuyến ra đi của ông Lữ Phương, Thứ trưởng Thông tin Văn hóa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam, có nhiều trang rất thú vị. Đọc lai rai vài đoạn cho vui nếu rảnh. Vào mùa đông năm ấy, tôi xin cơ quan cho tôi đến vùng biên giới Bố Ba Tây liên hệ với gia đình. Lần này ngoài vợ và đứa con gái lớn, còn có em gái tôi cùng với hai đứa con gái nhỏ của nó đi theo. Lúc nhúc một đoàn không tưởng tượng nổi. Nhờ chuyến thăm này tôi mới rõ được chuyện nhà từ lúc tôi ra đi. Vợ tôi ngoài việc đi dạy học, còn tìm được việc làm ở một tòa án tỉnh nữa. Những người quen biết đều biết vợ tôi có chồng là Việt Cộng, bị cảnh sát Sài Gòn o ép, dụ dỗ nhiều cách, nhưng đều hết lòng giúp đỡ, che chở, ngay cả những viên chức cao cấp trong chính quyền Sài Gòn. Chẳng phải vì lý do gì khác hơn là ở đây người ta chưa có thói quen chính trị hóa mọi quan hệ xã hội. Cái chính quyền Sài Gòn hồi đó xem ra khác xa và khác hẳn cái chính phủ Hà Nội bây giờ. Tuần qua, vào ngày 9 Tây tháng 4 năm 2019, Facebook Trang Nguyễn vừa buồn bã và ái ngại cho hay, vợ mục sư Nguyễn Trung Tôn bị an ninh Thanh Hóa khủng bố tinh thần. Không chỉ thường xuyên quân đi canh cửa, an ninh Thanh Hóa còn liên tục gửi giấy mời, giấy triệu tập như là một thủ trấn áp tinh thần bà Nguyễn Thị Lành, vợ của mục sư, tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Tôn. Chồng bị bỏ tù, một mình bà Nguyễn Thị Lành phải vất vả gánh vác gia đình. Những ngày qua càng thêm vất vả bởi cha mẹ chồng lớn tuổi, mắc bệnh phải nhập viện, và con bị tật nguyền. Nhưng bà Lành vẫn liên tục bị an ninh tỉnh Thanh Hóa khách nhiễu, đe dọa. Vợ chồng Nguyễn Trung Tôn chào đời không đúng chỗ và cũng không đúng lúc, wrong time and wrong place, nên gặp phải lắm nỗi gian truân. Ông bà Lữ Phương sinh sống tại miền Nam và một thời điểm khác, nên cuộc sống của họ cũng hoàn toàn khác, êm thấm và khỏe khoắn hơn nhiều. Hồi đó, bà Lữ Phương vẫn được mọi người, ngay cả những viên chức cao cấp trong chính quyền Sài Gòn, hết lòng giúp đỡ che chở. Thỉnh thoảng, bà lại cùng cả đại gia đình, lúc nhúc một đoàn, kéo nhau vô bưng để thăm nom và chăm sóc cho Đức Phu Quân. Dù cuộc sống trong bưng biển không thiếu thốn hay nhọc nhằn chi cả, các nhân vật trong mặt trận hai này đã được đảng chăm sóc một cách đặc biệt. Bất cứ việc gì, từ sinh hoạt ăn uống, chỗ ở, quần áo, tiền tiêu vặt mỗi tháng đều được cung cấp chu đáo bởi cả một khung cán bộ và nhân viên chuyên lo việc tiếp phẩm và phục vụ, phối hợp với một đội bảo vệ được tuyển khá kỹ lưỡng về thành tích và lý lịch. Chả riêng chi ăn uống, ăn nói cũng thế, cũng được đảng bao biện tất. Riêng đối với những bài viết, bài phát biểu mà các vị trong liên minh phải trình bày hoặc trên báo chí, đài phát thanh hoặc trong các hội nghị này nọ thì đều do một số nòng cốt thực hiện. Cuối cùng, bao giờ cũng được Huỳnh Tấn Phát xem và sửa chữa lại. Thiệt là quá đã và quá đáng, nhà nghiên cứu Lữ Phương dấn thân vào đến tận chiến khu để làm cách mạng mà sinh hoạt cứ y như trong nhà giữ trẻ vậy. Ông chắc là đẻ bọc điều nên lúc nào cũng được cuộc đời chiêu đãi. Năm 2018, năm Nguyễn Trung Tôn bị tuyên án lần thứ hai, 12 năm tù và 3 năm quản chế, thì Lữ Phương được trao giải văn hóa Phan Châu Trinh vì đã có những công trình nghiên cứu sâu sắc về chủ nghĩa mà. Trong diễn từ nhận giải, ông phát biểu, như mọi người đều biết, học thuyết mà đã được du nhập vào Việt Nam không phải trong một hoàn cảnh bình thường của một xã hội bình thường,
Ở đó, người ta có thể coi việc nghiên cứu Marx như một thao tác nghề nghiệp mang tính học thuật, hàn lâm thuần túy. Đất nước bây giờ chìm đắm trong bóng tối của sự bất bình thường. Nhà nước dân tộc bị tước mất chủ quyền, nhân dân sống trong nô lệ, trí thức thì bơ vơ tuyệt vọng. Chủ nghĩa Marx đã đến với chúng ta trong tình thế đó, và mặc dù không có đủ điều kiện để tìm hiểu đến nơi đến chỗ, chúng ta đã tiếp nhận học thuyết ấy như biểu tượng của sự giải phóng chói lòa ánh sáng, không phải chỉ mang đến cho dân tộc biện pháp xây dựng hiệu nghiệm cuộc sống mới, mà còn giúp người trí thức lấp đầy được cái khát vọng ngàn đời của mình về sự tồn tại của một trần gian ở đó con người có thể hòa giải vĩnh viễn với nhau. Trong khung cảnh tinh thần đó, việc tìm đến Marx đối với chúng ta đã mang nội dung một cuộc dấn thân toàn diện và triệt để, bây giờ thường được xưng tụng là hiện thực và khoa học, nhưng thực chất lại rất giống với một hình thức tín ngưỡng nào đó, đặt niềm tin tuyệt đối vào một đấng bậc phi phàm có thể dẫn tới đường một cách kỳ diệu cho các kế hoạch mà chúng ta vạch ra để cải tạo thế giới, làm lại con người. Trong số chúng ta đã từng tiếp nhận học thuyết chủ nghĩa Marx như biểu tượng của sự giải phóng chói lòa ánh sáng, theo diễn từ thượng dẫn, dường như không có ông bà và cha mẹ của Nguyễn Trung Tôn. Qua lời tự sự của chính tù nhân lương tâm này trước khi bị giam giữ lần thứ hai: "Tôi là một trong số hàng trăm triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây chưa thể nào vạch trần hết tội ác của chủ nghĩa rừng rú này, nhưng cũng sẽ góp một phần nhỏ để những ai còn ngây thơ mù quáng đi theo nó sớm nhận ra và từ bỏ con đường tâm tối được thêu dệt nên bằng những dối trá và tội ác. Tôi sinh năm 1971, năm nay bước vào tuổi 44. Tuy chỉ mới độ tuổi này, nhưng tôi đã từng nghe bố tôi kể lại và cũng đã phải trực tiếp chứng kiến cảnh gia đình tôi suốt 4 đời là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Cùng với hàng chục triệu gia đình suốt 4 đời là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Ảo tưởng và sự nhầm lẫn về chủ nghĩa Marx, nói nào ngay cũng đã vô tình đem đến hào quang cũng như danh lợi cho không ít kẻ ở xứ sở này. Xin đăng cử thêm một trường hợp nữa, rõ nét hơn nhiều, Nguyễn Thị Bình. Bà nguyên là Phó Chủ tịch nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2002 và hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh. Danh lợi bà có đủ, kể cả huân chương, huy chương 70 năm tuổi đảng, cùng những lời khen thưởng không thiếu trên mọi phương tiện truyền thông. Mới đây, vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, khi góp ý về vụ nhà nước Việt Nam thất kiện trong vụ án Trịnh Vĩnh Bình, nhà báo Nguyễn Công Khế đã không quên tán dương công đức của bà chị như sau: "Tôi vừa ra Hà Nội thăm chị Bình, chân chị yếu nhưng trí tuệ chị thật minh mẫn. Tấm lòng của chị với đất nước này chưa bao giờ nguôi phai. Chị lo cho đất nước này như chăm lo cho một gia đình yêu quý nhất của mình. Thiệt là quý hóa. Chỉ có điều hơi đáng tiếc là dường như trong cái đất nước này của Nguyễn Thị Bình không bao gồm hàng chục triệu gia đình, 4 đời là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, như trường hợp của tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Tô. Và cũng chả có phần nào biển đảo cũng lãnh thổ đã bị xâm chiếm hay đang bị đe dọa cả. Thế nên dù trí tuệ còn thật minh mẫn, bà chị vẫn nhất định không hé môi nói lấy một lời, nửa lời cũng nói. Riêng có cậu em Nguyễn Công Khế là vẫn cứ mồm 5m10, dù chả ai nhờ, tuy chỉ thuộc thế hệ ăn theo cái ảo tưởng và sự nhầm lẫn về chủ nghĩa Marx, nhưng cậu này cũng hoang lộ, hành thông từ A tới Z, nay đã may mắn hạ cánh an toàn xong vẫn chưa chịu sống an thân, vẫn còn thích đóng vai kẻ sĩ, phù thế giáo một vài câu thanh nghị, và cố tình quên rằng chính mình đã góp phần tích cực trong việc tạo ra cái xã hội nhiễu nhương trước mắt.
Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và thân quyến hạnh phúc và yêu thương.